hai bên đều tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Chúng ta hãy chờ đợi là ông huấn luyện viên nào sẽ ra tay trước, và có thể là trận đấu này sẽ được quyết định ở hai biên chăng, rất có thể là như vậy. Điều chuyển ngược trở lại. Thêm một lần cú mình đã phải thoát tim trước một pha dứt điểm. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Emerson. Một pha phạm lỗi. Cú đá phạt. Chân từ xa. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Một pha vuốt bóng tương đối kỹ thuật. Tuy nhiên bóng ăn hơi nhiều ra má ngoài chân phải. Dembele. Pha cản phá quyết liệt. Cản phá rất đúng lúc. Rất khéo léo. Một đôi. Và cản phá dứt khoát. Đang có một dàn cầu thủ đồng đều. Thi đấu rất tinh quái và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân khi họ là cầu thủ cũng nổi tiếng tinh quái. Không được. Cú dứt điểm thiếu đi độ chính xác. Chuyển bóng rất tốt. Đường chuyền trở lại cho đồng đội. Rất bình tĩnh. Pha đột phá rất nhanh. Một đôi. Tiếng còi đã cất lên. Một cầu thủ đá ngã vào lần này, trọng tài nhanh chóng chỉ tay và chấm 11 đất. Rất bình tĩnh. Tình huống nguy hiểm. Ý đồ rất tốt. Cú dứt điểm thiếu đi độ chính xác. Khi có khoảng trống thì tốc độ của anh là một tốc độ kinh hoàng. Không nhiều cầu thủ có thể theo kịp trong những tình huống đua tốc độ như thế này. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Hiệp 1 của dễ hiểu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Pha chặn bóng rất tốt. Phạm lỗi. Đi bóng tốc độ. Xử lý rất tự tin. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Một cú đá chân trái tuyệt đẹp. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực. Một bàn thắng để khai thông thế giới Bắc. Và một bàn thắng để hướng đến một cơn mưa bàn thắng cũng rất có thể. Bàn thắng vừa rồi. Vẫn còn. Rồi xuất hiện. Không vào. Không vào. Cú biết cho các cầu thủ. Việc chơi lấn lướt và tạo sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Một tình huống đòi hỏi tốc độ. Chờ đợi sự khác biệt. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Có
thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chuyền vào. Bóng được phá ra. Đã có lỗi việt vị, cầu thủ này thực sự không cần phải đứng ở đó. Đúng vậy, cầu thủ này chơi không hề tập trung và đó là cái giá mà anh ta và đồng đội phải trả. Sẽ có một phút bù giờ. Xử lý rất tự tin. Tình huống nguy hiểm. Đúng vậy thì trọng tài đã được gọi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Một trận cầu vô cùng gay cấn, rất vui khi cùng đồng hành với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.